thế nha, nó mới lấy mùi. Việt Nam vô địch rồi. Chào Quỳnh nhá. 24 giờ vô địch. Trận cầu hấp dẫn giữa FC Laptop 24 giờ và FC Telecom. Hiện nay tỷ số trên sân đang là không đều. Không không. Telecom ở Trung Mỹ à? Các cầu thủ của Laptop 24 giờ đang nỗ lực. Cầu thủ Văn Thường. Vào đi. Mới đang hiệp 1 bạn Quỳnh nhá, mới vào được khoảng 10 phút thôi. Mỗi hiệp là 30 phút, nghỉ giữa giờ 7 phút. Suýt nữa thì Laptop 24 giờ đã ghi bàn. Thời tiết lạnh, khá là lạnh. Ui, vừa có một pha nguy hiểm. À, phía bên đây, không ai kia. Các phần sân bên cạnh thì các đội khác cũng đang có 4 trận đấu liên tục đang được diễn ra trên sân của tại số 5 Lê Trọng Tấn. Một pha nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Hoàng Anh. Ở đây là anh Nguyễn Văn Huy, anh là hậu vệ. Hiện nay hai đội đang cân tài cân sức. Hiện tại trên sân đã bắt đầu có những hạt mưa rất nặng hạt. Mời bộ phận âm thanh hình sáng. Thời tiết vừa mưa vừa lạnh, các cầu thủ vẫn đang chiến đấu hết sức. Những pha va chạm. Các cầu thủ của Laptop 24 tấn công. Vào đi, rồi ôi. Vâng, quả bóng đã ra ngoài. Trời đã bắt đầu có những hạt mưa rất là lạnh.
Hiện tại vẫn đang không đều bạn Quỳnh nha. À bạn Đông nha. Hai bên rất cân tài cân sức nên là chưa đội nào ghi được bàn thắng. Anh ơi, theo sát luôn chưa? Cảm ơn bạn Quỳnh nhá. Các bạn vẫn đang chiến đấu rất. Cái ô của anh Sơn anh cầm về. Đây là lấy cái gì che đi, em quay chúng đi. Chào bạn Hà Mạnh Cường nhá. À, anh Hà Mạnh Cường hãy theo dõi không khí của trận đấu qua cái màn ảnh nhỏ nhé. Trời đang mưa rồi anh Hà Mạnh Cường ạ. Đây là các khán giả của 24 giờ đang chờ đợi và cổ vũ đội nhà. Về bên phía khung thành của thủ môn Hoàng Anh thì có cái băng rôn tự tin chiến thắng. Ôi giời. Những pha tấn công của đội FC Telecom thì chưa tạo được sự nguy hiểm đối với khung thành của thủ môn Hoàng Anh. Quan hô thủ môn Hoàng Anh rất nguy hiểm. Thủ môn Hoàng Anh chuẩn bị phát bóng lên. À, góc à? Một quả phạt góc, phạt góc cho FC Telecom. Phản công cho FC 24 giờ. Ui giời ơi. Ơ à, vãi cả nhắc nhở. Quả sút phạt cho FC 24 giờ. Ôi dồi ôi, rất nguy hiểm. Ôi. Thủ môn của đội bạn đang bị đau. Thời tiết trên sân rất là cóng, nên là va chạm nhỏ thôi cũng dần lên.
đang khá nguy hiểm bạn Quỳnh ạ. Trận đấu thi đấu với nhịp độ rất là cao, hai đội đều nỗ lực kiếm bàn thắng của mình. Mỗi thi số 12 có bóng là sẽ rất là nguy hiểm. Ui! Bên cạnh tôi là hai phóng viên đang quay chụp. Em chào anh Nghĩa nha, em đang live stream bằng điện thoại. Anh hãy đến ngay số 5 Lê Trọng Tấn để thưởng thức trọn vẹn không khí ở sân ngay lúc này anh nha. Một quả nguy hiểm trước khung thành của đôi bạn. Cầu thủ Lê Văn Hào đang bị đau. Người phạm lỗi của đội bạn đã bị thẻ vàng. Chào bạn Quỳnh, các cầu thủ đã tập luyện rất kỹ trước khi tham gia giải đấu. Hôm nay là trận khai mạc mở màn nên là sẽ rất còn nhiều sức lực. FC 24 giờ đang thi đấu ở bảng A. Lên bóng của sửa chữa đã tốt hay giờ. Nguy hiểm quá. Sút phạt cho đội tuyển sửa chữa đã tốc 24 giờ. Hiện tại vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.
Chào bạn Long nha. Hiện tại trên sân thì bàn thắng vẫn đang là 0-0. Trận đấu trước cùng bảng A thì đã kết thúc với tỷ số là 12-2. Phần thắng nghiêng về FC Siêu Việt. Và đội Hà Thành đã xuất sắc ghi được 2 bàn thắng nhưng vẫn thua với tỷ số 12-2. Ui giời. Cú sút nguy hiểm của cầu thủ Lê Văn Hào nhưng thủ môn đội bạn đã đẩy bóng ra ngoài. Chào Trường Bùi, em vẫn quay theo pha bóng nhưng mà khả năng là nó hơi nhỏ đấy, anh không nhìn rõ. Có một pha dùng tay chơi bóng trong thủ môn đội bạn, khả năng sẽ có một quả 15 tỷ cho đội tuyển 24 giờ. Chính xác là như vậy. Sẽ có một quả 15 tỷ cho FC 24 giờ. Em ơi vào trong đi. Nguy hiểm quá. Điểm FC 24 giờ. Đều. Trận đấu đã nghỉ giữa hiệp. Một lát nữa vào hiệp 2 thì sẽ tiếp tục tường thuật với các bạn. Các bạn hãy nghỉ ngơi trong vòng 7 phút. 7 phút sau thì hiệp đấu thứ 2 thì diễn ra trong 30 phút, sẽ gặp lại các bạn nhé. Chào bạn Quỳnh, chào bạn Cường nha.